Xin chào tất cả mọi người nhé. Chúc mọi người có một buổi trưa thật là mát mẻ nhé. Hôm nay em về được thêm mấy mẫu điện thoại zin ngon, và đặc biệt là có cây này hàng hiếm này, cây Samsung Note 5 mà đặc biệt là máy đẹp luôn nhé mọi người nhé. Đấy, con này là Note 5 bản bản công ty nhé. Con này là nó 2 SIM. Đấy, 2 SIM nha mọi người nha, chứ không phải là máy Hàn độ 2 SIM. Thì máy Hàn thì nó cũng chỉ mặc định 1 SIM thôi. Với dòng này thì cái loại này thì nó có 2 SIM nha mọi người nha. Đấy, ngoại hình con này rất là khoảng cỡ 98%, rất là đẹp. Đây, màn zin đẹp không ám một tí nào luôn nha. Pin rất là, con này pin em thấy là rất là ok nha. Đấy. Con này RAM 4, bộ nhớ 64GB nhá. Em vừa mới lột keo màn hình với lại keo trong của đường sau ra này. Là phải biết rằng cái người chủ trước người ta xài rất là kỹ. Đấy, tốc độ luôn. Lưu trữ này. Mấy cái màn hình này mà hư thì rất là đắt tiền mọi người ạ. Tại vì mọi người phải biết rằng là con máy này em bán là 2,8 triệu nhé. Nhưng màn hình này mọi người thay nó cũng rất là khoảng cỡ giá đó. Đấy là màn zin đẹp không ám luôn nhé mọi người nhé. Đấy, đấy em nói để cho chúng mọi người nếu như ai xác định mua thì cũng phải chuẩn bị tinh thần luôn. Bộ nhớ 32GB nhé, em xin lỗi nhé. Con này RAM 4 bộ nhớ 32 chứ không phải RAM 4 bộ nhớ 64 nhé. Đấy, thì con này thì em bán là 2,8 triệu. Lưng nó rất là đẹp luôn, không có một vết chày nào luôn nhé. Và mặt kính cũng vậy, mặt kính vừa lột keo ra luôn. Sườn thì đây. Đấy, sườn thì nó 98% nha. Còn lưng với lại mặt kính thì đẹp keng luôn. Đó, có một cây duy nhất luôn. Trong một đống máy cỡ hơn 20 cây em lấy được đúng cây này. Mấy cái kia thì giá cao quá mọi người, giá rất là cao, cho nên là em cũng phải tìm hiểu kỹ. Tại vì mình đã bán online rồi, mình không thể nào mình nhập giá cao vậy được. Giá cao mình sẽ không bán được. Đấy, rẻ nhưng mà nó vẫn phải chất lượng thì mới được. Đấy, nhiều người hay coi video của em bảo em suốt ngày đến lau máy. Thì lau để làm gì? Cái mặt hàng của mình bán ra mà mình được quyền, nó xấu hay đẹp thì nhờ vào em lau này này. Nó xấu thì cũng nhìn rõ, mà đẹp thì cũng nhìn rất là rõ nhé mọi người nhé. Đấy, cho nên là mấy cái này thì nó cũng không thừa đâu. Nếu mà cái người nào mà xác định mua là không bao giờ thừa. Còn đối với những người mà không có ý định mua cái máy này thì có lau bằng 10 chăng nữa mọi người cũng không thích. Đó, cho nên là mọi người thông cảm giùm em. Thì mỗi cái máy em chỉ review trong một chớp nhoáng thôi nhé mọi người nhé. Như cây này ấy, là hiện tại là 2,8 triệu, RAM 4, bộ nhớ 32GB, máy bản 2 SIM nha mọi người nhé. Đó, màn zin đẹp không ám, Super AMOLED nhá. Rồi, em để đây. Cây này. Dạ anh ơi. Dạ, cháu anh đang làm gì ạ? Con này là con VinMart Line này mọi người. VinMart Line thì hôm vừa rồi cũng có mấy người hỏi á. Thì hôm nay em thấy có người giao thì em nhập luôn nha mọi người nhá. Đấy, thì ngoại hình thì nó cũng rớt vào khoảng cỡ 98% thôi. Cái này lưng nhâm do xài ấp lưng mọi người ạ. Đấy, đấy thì tại sao như này có lau bằng trời nó cũng không thể sạch được này mọi người, công nhận không? Có lau bằng trời cũng không thể sạch được. Cho nên là nó khuyết điểm nó rất là rõ luôn. Đấy, nhưng mà con này RAM 6, bộ nhớ 128GB. Đấy, dòng VinMart nha, VinMart Line này. Ai mà đã sử dụng cái dòng này rồi thì mọi người biết rằng là cái chất lượng nó như thế nào. Còn em bán thì việc quảng cáo thì tất nhiên là không thừa. Nhưng mà dù sao những cái hàng Việt Nam như thế này mà với cái giá RAM 6GB mà giá 2,4 triệu, em nghĩ là rất là ok rồi nhá. Máy trần thôi nhá mọi người nhá.
Đấy, rất là nét luôn. Màn hình tràn viền. Đẹp không? Đây, và còn một cây này còn mới hơn. Cây này mới hơn nha mọi người nha. Máy toàn máy trần hết thôi. Chứ nhập cửa hàng thì có máy nào có hộp thì nó có full. Còn máy nào không hộp thì hộp thì nó chỉ kèm cho máy trần thôi mọi người ạ. Đấy. Con này thì đẹp hơn này mọi người thấy không? Nó cũng là Vinmart Line nha. Tất cả hai con là tình trạng là nguyên zin hết. Loại này cũng chẳng có gì để hư mọi người ạ. Rất là bền. Vân tay cho màn hình hả ta? Em coi cái này tính năng của nó. Con này chắc là vân tay cho màn hình rồi. Đây. Vân tay cho màn hình nha mọi người nhé. Đấy là cái xu hướng điện thoại đời mới bây giờ là đa số là vân tay nằm trong màn hình không à. Đấy. Thì giá rất là rẻ đấy mọi người nhé. Mà được cái cấu hình cao. Mà máy thương hiệu Việt Nam nhé. Cho nên mọi người yên tâm. Không cần phải lo nhé. Hai cây Vinmart Line. Em để đây. Tiếp theo em đến với cây Samsung. Samsung Tab này. Con này đẹp như mới luôn nha mọi người nhá. Không cần phải quảng cáo nhiều. Thì bây giờ em cho mọi người coi cái giá mới của nó bao nhiêu và giá cũ của nó. Thì hiện tại em bán là giá bao nhiêu thì mọi người cảm thấy hợp lý thì mọi người mua đấy nhá. Đây thì em mượn cái cây máy này để em lên xem giá lại này. Samsung T95. Con này là T295 nha mọi người nhé. Đó. Đây. Máy mới nó 3,5 triệu mọi người ạ. Đó. Thì mấy cái dòng này thì nói thật với mọi người là cũng không thu rẻ được nha mọi người nhé. Tại vì mấy dòng này nó em chỉ gọi là khách vào bán thì nó cũng chỉ mua được rẻ hơn so với máy mới một chút thôi. Tại vì cái dòng này nó cũng không có gì mà chê trách nó được ấy. Tại vì nó là lưng nó bằng kim loại mọi người. Cái mặt lưng sau này. Đó. Đây con này màu trắng luôn này. Giá 3,690,000 này máy mới này. Cho mọi người coi máy cũ giá bao nhiêu nha. Đây, cũ này. 2,990,000 này. Không rẻ hơn được bao nhiêu. Đấy mọi người cũng mua máy thì cũng nên tham khảo một chút. Nhưng mà cái giá ở trên mạng thì nó không đúng được mọi người ạ. Không thể nào đúng được. Thì mình chỉ tham khảo xem là em bán có hợp lý hay không, giá cả như thế nào có hợp lý hay không. Nhưng mà cái quan trọng đây là mỗi người có mỗi một trách nhiệm. Đấy bán hàng, em bán hàng online nhưng mà cái trách nhiệm của em rất là cao mọi người ạ. Đấy. Cái trách nhiệm đấy thì nó chắc chắn là nó sẽ thêm tiền là thêm tiền trách nhiệm nha mọi người nhé. Đó. Con này thì em bán là 2,8 triệu này. RAM 2, bộ nhớ 32GB. Tình trạng con này đẹp keng như máy mới nhá. Thì em mới lột keo ra luôn. Máy này thì em mới lột keo nhé mọi người nhé. Cả trước cả sau luôn. Rất là mới. Cho nên mọi người mua máy này thì không khác gì máy mới luôn. Đó. Màn hình của nó là như là 80 hay là 80. Màn hình 80 nha mọi người nhá. Đó. RAM 2 nhớ 32. Pin ở đây nó không à, pin của nó là 4200 nha mọi người nhá. Đó. Đấy, máy có xài sim luôn nha. 4G Wi-Fi đầy đủ nha mọi người nha. Giá bán là 2,8 triệu. Máy đẹp leng keng như thế này.
rất là hiếm cái dòng này. Đây, 1,2 triệu, RAM 1GB, màn hình xem mấy inch đây, màn hình này nó là 7 inch, màn này chắc chắn nó là 7 inch mọi người. Đó, máy rất là ok, lưng có chày, cái này mọi người mua về dán keo lại nha. Huawei T1701U nha mọi người nha. Đấy, giá có 1,2 triệu thôi, tùy mọi người, túi tiền nhiều thì mình mua cái nhiều tiền, túi tiền ít mình mua cái ít tiền thôi nha. Và tiếp theo là em thanh lý với cái iPad bản iPad 2 này. Đó, mọi người mua về chỉ xài wifi thôi nha mọi người nha. Con này thì giá của nó em đang bán giá là 1,5 triệu, tình trạng ngoại hình thì cỡ 98% thôi. Đấy, iPad 2 nha mọi người nha, giá 1,5 triệu, pin 7000. Đó, cái này thì xem phim sướng lắm, pin thì cực kỳ trâu luôn mọi người. Đấy, em còn 3 cây này và một cây iPad 2 bản 4G nha mọi người nha. Hiện tại cũng đang hết pin rồi. Cái máy này có cả ốp lưng luôn này. Ốp lưng thì nó xấu rồi mọi người. Đây, ốp lưng này thì có xấu rồi nha, nó không được đẹp. Đấy, mấy cái này em cũng chẳng muốn lau làm gì nữa, tại vì là nó đã xấu tự nhiên rồi. Có lau đi nó vẫn cứ xấu. Còn máy thì ngoại hình cỡ 95%. Đó. Con này thì em bán là 1,6 triệu nhé mọi người nhé. 1,6 triệu. 4G wifi. Đó. Bản này thì nó gắn được sim nhé. T285 đây. Hôm nay bán lại 1,5 triệu nhé mọi người nhé. 1,5 triệu. Con này là Tab A 2016. Còn con này là Tab A đời 2019 nhé mọi người nhé. Đấy, mới nhất bây giờ. Như đây. Con lên nguồn không? À, anh đợi em chút nha. Hoặc là anh để máy đây lại, anh chút em kiểm tra cho. Con này là con máy tính bảng lên Lenovo. Có, chắc chắn nó bị ảnh hưởng nước thì mới nóng được anh ạ. Con này đang hết pin rồi nha mọi người nha. Đấy, nhưng mà dòng Lenovo này thì xài thì cực kỳ mượt rồi mọi người. Con này hôm bữa em bán với giá là 1,790,000. Đó. Thì loại này thì đúng nói thật mọi người là không giảm hơn được nhá. Giá nhập vào rất là cao, giảm hết cỡ rồi. Đó. Tóm lại là thuận mua vừa bán thôi. Con này màn hình của nó cũng màn 10 inch chứ không phải là 8 inch đâu nha mọi người nhá. Đây. 10 inch, để lọt một con Tab A vào luôn mà. Tiếp theo thì máy gì được nhỉ? Z7 Pro này. Z7 Pro này thì màn này nó hơi bị ám nhẹ nha mọi người nhá, rất là khó thấy, thậm chí mọi người không thể thấy được. Đây, thì lên đây thấy không? Nhưng mà xoay theo chiều này mọi người không thấy đây. Đó. Rất là nhẹ thôi nhá. Con này thì RAM 3, bộ nhớ 32GB. Có màn hình lô nha mọi người nha. Màn hình này màn hình tay rồi này, không có lọc ánh sáng xanh này. Màn này màn đồ cổ rồi nha. Đó. Giá con này thì em bán là 1,5 triệu nhá. Tình trạng con này vỏ nó cỡ 98%, gần 99, rất là đẹp. Đó. Mới đầu nhìn tưởng màn zin luôn. Màn này rất là đẹp. Đó.
Anh để máy lại đây xíu em kiểm tra cho anh. À, cỡ 30 phút em kiểm tra cho. Tại em đang dở làm video anh ạ. Anh cứ có mật khẩu đây anh cứ ghi lại hết đi. Đấy, và tiếp theo đến cây S9 này mọi người. Con này thì hàng đẹp cực kỳ luôn. Không cần phải là quảng cáo gì nhiều, nhưng mà mọi người nhìn thấy là mọi người biết rồi đúng không? S9 chứ không phải S9 Plus đâu nhé mọi người nhé. S9 Plus thì nó to. Đây, em sẽ cho mọi người coi con S9 Plus đây. Đấy, to hơn này thấy không? S9 Plus thì nó 2 cam, con này có 1 cam thôi. Đấy, đẹp thế cơ mà. Này thì em bán 5,2 triệu nhé mọi người nhé. Gắn ti dán xung quanh viền luôn. Đấy, xung quanh viền luôn mọi người thấy không? Đẹp thế cơ mà. Xứng đáng với đồng tiền luôn. Cái con màu xanh 4,8 triệu thì em bán rồi nhé mọi người nhé. Đó, S9 thường này thì nó là RAM 4 bộ nhớ 64GB. Đó, nó là bản Hàn 1 SIM nhé mọi người nhé. Em còn hiện em còn màu vàng này với màu đỏ nhé mọi người nhé. Đây, màu vàng với màu đỏ. Thì mấy cái này hôm qua em cũng có làm video rồi, nhưng mà em muốn làm lại thì để cho mọi người, nếu như ai chưa xem được cái video đó thì mọi người có thể là coi trong video này, mọi người vô tình mọi người tua vào một cái mọi người nhìn thấy ngay. Đấy, rất là đẹp đấy nhá. Tất cả là tình trạng máy zin. Con này em bán cũng 5,2 triệu luôn nhá. Đẹp cỡ 90, gần 99% cơ. Còn cái con này phải chọn 99% nhá mọi người nhá. Đấy, nhưng mà hai con thì em bán đồng giá luôn là 5,2 triệu nhá mọi người nhá. Đẹp thế. Đấy, em lại để sang bên. S9 Plus đây mọi người. S9 Plus con này bạn 256GB. Hôm bữa em có làm video. Hôm bữa là có một anh trai kia, anh ấy tính là đổi một cây Samsung A9. À, không phải Samsung A9, nó là Oppo A9 lấy con này. Nhưng mà em đã rất là nhiều người hỏi nhưng em bảo bán rồi thì máy của anh ấy mới gửi vào ngày hôm nay nhá. Thì anh bảo là thôi anh ấy muốn đổi đến Note 9 luôn. Đấy, thà thêm tiền anh xài Note 9 luôn. Thì em lại đăng ra bán tiếp. Đấy, là do anh ấy thêm tiền và anh lấy Note 9 nhá mọi người nhá. Đó. Con này thì em bán với giá là 6,1 triệu. RAM của nó là RAM 6. Bộ nhớ là 256GB này. Đó, máy bản Hàn 1 SIM luôn nha mọi người nhá. Đó. Con này hôm bữa em có báo giá ở đó. Em bán là 6,1 triệu. Thì em vẫn đăng lại thôi. Tại vì cũng rất là nhiều người hỏi. Nhưng mà em lúc đấy thì em lại bảo bán rồi. Tại vì có anh đặt rồi nha mọi người. Thì hôm nay anh ấy lấy Note 9 thì em lại nhường lại cho những người nào cần nha mọi người nha. Đó. Oppo F11 Pro này. Cái này giá là 3,8 triệu này mọi người. RAM 6GB, bộ nhớ 64GB, ngoại hình 98% nha mọi người nha. Đó. Camera thụt thò. Đó. Oppo A5 đời 2020, RAM 3, bộ nhớ 64GB, giá 2,9 triệu nha. Pin thì 5.000. Đó. Samsung Z7 Plus này. Đó, RAM 4, bộ nhớ 64GB, máy nguyên zin. Đó, màn zin đẹp không ám nhá. Thì nhiều người rất là thích xài những cái dòng như thế này. Đấy, thì con này em bán là 2,2 triệu nhá. Ngoại hình thì nó rất vào cỡ 98.
Con này là Samsung A50 này, A30 này. Hôm qua em có làm video rồi em chẳng nhớ giá nữa. Giá nó cũng 2 triệu mấy à. Đấy, nhưng mà mọi người mua mọi người coi lại video ngày hôm qua giùm em nha. Đó. Vivo i55 này. Vivo i69 này. Cái này giá 1.550.000 này. RAM 4 bộ nhớ 32GB này, máy vỏ xấu nha mọi người nhá. Mà nguyên zin. Đó. Đấy là quảng cáo nhanh. Oppo F5 này, giá là 1.850.000 này. Cái này không phụ kiện nha mọi người nhá, máy nguyên zin nha, như vỏ xấu nhá. Đấy. Nhập mấy cái này thì mọi người xài thì là tốt rồi đấy, nhưng mà vấn đề là vỏ xấu cho nên là khó bán, dành cho những người nào mà không quan trọng về ngoại hình đâu. Đó. Oppo Zeno 2F này. Đó, con này thì máy chưa kích hoạt bảo hành nhá. Máy trần nhá. Giá bán là 5 triệu 3. Tình trạng đẹp như mới rồi, không khác gì như máy mới nhá. Tại vì nó chưa kích hoạt bảo hành đâu mà. Đó. Samsung A7 đời 2018 này. Con này thì em bán là 2 triệu 8 nha mọi người nhá. Bản Hàn 1 SIM nhá. Chất lượng này không khác gì như máy mới nha mọi người nhé. Đây có màu xanh và màu đen nha mọi người nhé. Nếu như mà ai mà cần mà em quay chi tiết hơn ấy thì cứ kết bạn Zalo, em có thể gọi video hoặc là có thể là chụp hình gửi qua cho mọi người coi chi tiết hơn nha mọi người nhé. Đó. Samsung A520 này, máy rất là huyền thoại luôn. Mấy dòng này em bán rất là chạy nha mọi người nhé. Thì thường những cái dòng bán chạy ấy, là mấy dòng bán nó không có lỗi mọi người ạ. Mấy dòng này không bao giờ có lỗi. Đấy. Loại này RAM 3, bộ nhớ 32GB. Máy có tính năng chống nước nha mọi người nhé. Rắc sạc nhanh Type-C. Đó, máy thì bán thì kèm sạc nhanh này, với lại là bảo hành cho mọi người là 6 tháng. Đấy, lỗi đổi trả cho mọi người hẳn là 3 tháng luôn. Nếu như dòng này lỗi em đổi được, tại vì cái mẫu này em bán chạy mà, cho nên em nhập nhiều. Mà giờ muốn nhập cũng không có nha mọi người nhá. Không bao giờ có. Cho nên là máy Hàn đợt này là không về được luôn. Đợt vừa rồi nó về được một ít đấy, nhưng mà bây giờ là không về được luôn rồi mọi người. Đấy. Thì để em nói cho mọi người hiểu một chút thôi, tại vì em lấy hàng thì em cũng không lấy nhiều trộm mấy đâu. Đó. Lâu lâu thì tặt té vào tiệm cầm đồ thì có lẽ lấy được mấy cây giá rẻ. Đó. Samsung A520 nhá, giá 2 triệu 2 nhá mọi người nhá. Em có màu xanh, màu đen và màu hồng nha mọi người nhá. Đó. Rất là đẹp. Samsung Note 9 màu cà phê này mọi người. Note 9 màu cà phê này em bán là 7 triệu 2 nhá mọi người nhá. Đó. Con này có cân nhẹ trên chỗ khai sim này. Đấy. Nhưng mà nó rớt vào khoảng cỡ 98%. Cho nên là mọi người yên tâm, rất là đẹp. Đó. RAM 6 bộ nhớ 128GB. Pin của nó là 4000 nha mọi người nhá. Cho nên là mọi người yên tâm. Đấy. Bản Hàn một sim luôn. Một cây S8 đâu ta? À đây. Em nhập được một cây S8 duy nhất luôn này. Máy này đẹp keng như mới luôn nha mọi người nhá. Mà lại màu đỏ đô. Đấy. Một cây duy nhất nha. Con này em bán 4 triệu rưỡi mọi người ạ. Nếu ai muốn sở hữu cho mình một cái dòng máy mà siêu độc lạ đẹp như thế này, màn hình cong, máy có chống nước nha, nguyên zin mà. Đây em thử áp suất cho mọi người coi.
S8 mà em không ngờ áp suất lại căng như thế này. Đấy. Đấy mọi người thấy nhảy không? Căng đét luôn. Đó. Màn zin đẹp không ám nha. Con này mọi chức năng thì nó full hết luôn rồi. Đấy. Giá em bán là 4,5 triệu. Màu đỏ đẹp chưa? Xứng đáng với đồng tiền không mọi người? Đấy. Rất là đẹp nha. Tí nữa em sẽ chụp một tấm hình, tức là để riêng những cái dòng và máy màu mè này để em chụp hình cho mọi người, em đưa lên cho mọi người coi. Đó, mọi người ưng máy nào thì có thể là vào chọn tua đúng mức, đúng đến chỗ đó rồi mọi người coi video nha. Đấy. Cái cây máy này hôm bữa có người cọc rồi này, cọc 50.000 này nhưng mà gọi thuê bao này. Thì hôm nay em giảm 50.000 luôn nha mọi người nhá. Đó. Gọi thuê bao. Tức là không đấy, nhắn tin thì không trả lời, gọi thuê bao. Có bữa gọi được thì lại tắt máy. Đấy. May là chưa gửi, gửi là bị bom hàng rồi. Đấy, cây này là Samsung A50S nhé mọi người nhá. Giá thì em bán là 2,150,000. Tình trạng thì con này là bị rớt nước và bị lỗi wifi rồi nha mọi người nhá. Đó, và cái camera của nó quay phim ấy thì nó bị rung, còn chụp hình thì bình thường nhá. Đây đang ở chế độ chụp hình thì nó rất là bình thường. Video này. Đấy, video này hơi rung rung kiểu này đấy. Đấy mọi người thấy không? Nó hơi rung rung thôi. Kiểu như tay rung rung ấy, nhưng mà không phải tay rung. Đấy là do camera nó rung nhá. Đó, màn zin men thì bị rớt nước, vỏ zin luôn nha. Đó. Con này thì 2,150,000, rất là đẹp luôn. Nếu mà mọi người mua về chỉ sử dụng 4G nha. Oppo F3 này mọi người. RAM 4, bộ nhớ 64. Cái này nó đi vào lịch sử rồi. Nếu như ai đã từng xài mọi người biết là cái chất lượng của nó như thế nào, và pin và những cái tính năng của nó thì nó cũng không có gì để gọi là nổi trội cả, vì nó là hàng mẫu này nó qua đời rồi, nó không còn hàng mới rồi mọi người. Đấy, cho nên là giá chỉ có 1,8 triệu thôi nhé mọi người nhé, để mọi người trải nghiệm được một cây máy thời xưa mà chất lượng nó còn rất là tốt nha mọi người nhé. Máy rất là đẹp, không phải hàng thay vỏ đâu nhá. Đó. iPhone 8 Plus. Đây là 8 Plus. Giá từ 5,7 triệu cho đến là 6,9 triệu nha mọi người nhé. Máy thì tình trạng máy zin. Đó. 5,7 triệu mất vân tay, 6,9 triệu là có vân tay. G7 Plus mới review. Samsung A31 này. Cái này tình trạng là máy như mới luôn rồi. Đấy thì rẻ hơn được, mọi người mua thì rẻ hơn được cỡ mấy trăm nhỉ, hay 1 triệu gì đó, em chẳng nhớ nữa. Con này em bán 3,4 triệu đây mọi người. Đó, mọi người lên Google search giùm em, nó là máy Samsung Oppo A31. Đấy, 2020 hay là 2021 gì đấy, em chẳng nhớ nữa. Đấy thì em bán là 3,4 triệu nha. Mọi người cứ xem là giá cả hợp lý thì bán thôi. Em thì nhập vào con máy này thì thật sự là em thấy nó còn mới quá, với lại là nó rẻ hơn được so với máy mới cũng tương đối là nhiều, cho nên là em nhập vào bán luôn nhá. Đó. Thế rồi, hôm nay em chắc là em chỉ làm video thế thôi nhá mọi người nhá. Thì nó cũng tới là 30 phút rồi. Thì tí nữa em sẽ làm em sẽ gọi video, em sẽ phát trực tiếp và em gọi vào cho cái người trúng thưởng nhá. Cái người mà trúng giải nhì thì hiện là chưa thấy liên lạc được. Còn người trúng giải nhất thì đã gửi lại địa chỉ cho em rồi. Tuy nhiên tí nữa em sẽ gọi lại một lần nữa để xác nhận cho mọi người coi nha. Rồi, thân chào mọi người nha.